Nhà mình đang sử dụng gói phát 2T của Viettel nhưng sóng Wi-Fi ở một số khu vực bị yếu, đặc biệt là Wi-Fi băng tần 5.0GHz. Tuy nhanh nhưng mà chỉ sử dụng được ở bán kính 5m, xuyên tường rất là kém. Ở video trước, một số bạn đã khuyên mình nên nâng cấp lên các gói cước lớn hơn như là Mesh 1T vì nó có thiết bị Mesh hay còn gọi là Home Wi-Fi á, giúp mở rộng sóng rất hiệu quả. Tuy nhiên nếu mà mình nâng cấp lên, mình phải trả thêm 40.000 một tháng, tương đương 500.000 một năm mà tốc độ cũng như gói hiện tại. Về lâu dài, các chi phí này sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Trong khi đó nhà mình cũng nhỏ nên là mình nghĩ không phù hợp để sử dụng những cái gói cước này. Chính vì vậy để tiết kiệm hơn, mình quyết định tự mua thêm thiết bị Mesh để mở rộng sóng Wi-Fi. Và cái mình chọn ở đây là Viettel H196A. Thường thì cái này sẽ được đi kèm khi chúng ta nâng cấp lên các gói cước Wi-Fi Mesh của Viettel. Nhưng ở đây là mình mua riêng hoàn toàn nha. Giá thành thì cũng tương đối rẻ hơn các thiết bị Mesh khác nhiều. Mua một lần xài lâu dài đỡ đóng tiền tháng như các gói Mesh của nhà mạng. Cái mình thích nhất là nó hỗ trợ kết nối với mọi modem của tất cả nhà mạng, không chỉ riêng Viettel mà VNPT hay FPT đều cũng có thể sử dụng được. Nhờ là không có dây nên là chúng ta có thể đặt nó ở bất cứ vị trí nào trong nhà hay là di chuyển bất cứ lúc nào cũng được. Chẳng hạn như nhà mình là nhà gác lửng thì mình để router chính ở tầng lửng, còn tầng chạch á mình để cục này. Nếu trước đây mình dùng router thôi thì ở khu vực phía sau nhà sóng rất yếu, thậm chí là không có sóng wifi luôn. Còn bây giờ khi mình để cục này ở phòng khách thì ở sau nhà cách đó 15m và thêm 3 bức tường nữa, nhưng sóng vẫn còn rất mạnh luôn ha. Cục Mesh này nó cũng hỗ trợ phát Wi-Fi 2 băng tần 2.4GHz và 5.0GHz ở chuẩn Wi-Fi 5 luôn nha. Về tốc độ thì dĩ nhiên sẽ phụ thuộc vào gói cước mà chúng ta đã đăng ký trên modem nha. Theo cảm nhận của mình thì mức độ suy hao so với router là khoảng 10 đến 20 Mbps. Con số này vẫn ít hơn rất nhiều so với những chiếc repeater ha. Còn nếu mà bạn không muốn suy hao thì tốt nhất là nên dùng dây cáp kết nối trực tiếp luôn. Còn cái nữa là nếu mà bạn có nhiều cái cục này, bạn có thể kết nối tất cả chúng lại với nhau để trở thành một cái mạng đồng nhất, phủ sóng một cái khu vực rộng lớn luôn. Còn đây là cách mình cài không dây cho cái cục Mesh này, bạn nào có nhu cầu sử dụng thì tham khảo nha. Đầu tiên các bạn cấp nguồn cho cái cục Mesh này bằng cái adapter đi kèm, sau đó chờ một chút, cục Mesh nó sẽ tạo ra một cái điểm phát Wi-Fi. Bạn hãy kết nối vào bằng mật khẩu được in bên dưới cục Mesh, bạn chỉ cần lật cục Mesh lên là sẽ thấy. Tiếp đến dùng trình duyệt truy cập vào địa chỉ 192.168.2.253. Sau đó đăng nhập bằng username và password in bên dưới cục Mesh. Trong lần đầu tiên đăng nhập sẽ có cái yêu cầu đổi mật khẩu quản lý Mesh. Nếu cảm thấy không cần thiết thì bạn bấm cancel để bỏ qua. Trong giao diện trang chủ bạn chọn mục Wi-Fi Mesh. Tiếp đến chuyển sang tab Wireless Backhaul. Tại đây bấm nút Scan Wireless Network để tìm quét các mạng Wi-Fi khả dụng đang ở xung quanh. Trong danh sách các Wi-Fi đã quét được, bạn bấm vào tên Wi-Fi của nhà mình và nhập mật khẩu của nó để kết nối. Sau đó bấm nút Join In. Wi-Fi sẽ được thêm vào danh sách ở trên. Bạn bấm vào nó và bấm nút Connect là xong. Cuối cùng bạn hãy vào cài đặt Wi-Fi là sẽ thấy Wi-Fi 2 băng tần 2.4GHz và 5.0GHz được tạo ra bởi thiết bị Mesh. Chỉ cần bấm vào nhập mật khẩu để kết nối là được. Mật khẩu được in bên dưới cục Mesh nha.